Hướng dẫn sử dụng máy may Rohde Innovit B100. Đời B100 chính là đời hình gấu bun, thì mình có thể sử dụng chung với những cái đời khác không có hình gấu bun mà cái kiểu dáng giống như vậy cũng được. Thì trước tiên thì máy là điện 110, nó có dây rồi thì chúng ta nên kết nối máy với phải kết nối máy với nguồn điện 110 qua cực biến áp nha. Ở đây mình đã kết nối sẵn rồi. Còn nút công tắc nguồn thì chỉ việc tắt mở đây. Đó. Khi mà mở lên nó sẽ hiển thị lên cái màn hình, chúng ta chỉ việc bấm vô giữa. Đó. Rồi, đây là nút may dừng. Đây là nút lại mũi, nâng hạ kim, cắt chỉ và cần gạt tốc độ. Bên hông thì có một cái nút vặn. Đây là nút chỉnh độ căng chỉ. Rồi trước tiên chúng ta sẽ đánh suốt chỉ. Đánh suốt chỉ chúng ta bật cái nắp bên này lên, bật nắp bên phải này lên. Thì đối với nhiều người bật giữa chừng như vậy thì sẽ đánh không quá đều nha. Chúng ta bật xa ra hết cỡ đằng sau luôn. Đây, như vậy cũng là chưa nè. Hết cỡ luôn. Ống chỉ chúng ta bỏ vào cọc chỉ. Con suốt chúng ta cắm lên đồ đánh suốt. Rồi chúng ta sẽ xỏ vào. Nó có sơ đồ. Chúng ta gạt vào hết, kéo vô sơ đồ này. Kẹp vô cái đồng tiền đánh suốt. Rồi quấn vô con suốt theo chiều kim đồng hồ. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thì mình để về đánh thì suốt nó, ống chỉ nó sẽ chạy ra. Và cái cây này nó hơi ngắn, mình không dùng cái đồ cài để cài được. Thì mình gạt cho cái ống chỉ này, nó nằm về phía này. Đó, nó sẽ được giữ lại, nó không chạy ra. Và chúng ta bấm nút, chúng ta gạt cái đồ đánh suốt này. Chúng ta chưa gạt thì nó chưa chạy được. Chúng ta gạt đồ đánh suốt này qua phía tay phải. Rồi mới bấm nút khởi động. Đó, chỉ sẽ được sang từ ống chỉ sang con suốt. Chúng ta để nó thấp xuống như vậy, ống chỉ sẽ được giữ lại và nó không chạy ra ngoài. Đủ rồi, chúng ta bấm dừng. Chúng ta lấy ra, gạt lại đánh suốt qua phía tay trái, lấy ra. Nên đây nó có dao cắt chỉ đây, chúng ta giật vô. Rồi suốt chỉ chúng ta có rồi, chúng ta sẽ bỏ vào máy. Để bỏ vào máy thì chúng ta mở cái nắp này ra, kéo vào cái ngàm này, nó sẽ bật cái nắp lên. Chúng ta lấy con suốt bộ trong máy ra này. Rồi bỏ vào thì chúng ta lưu ý cái chiều của sợi chỉ, nó có vẽ ở trên cái miếng nhựa đây, chiều ngược chiều kim đồng hồ. Nếu mà chiều thuận là sai, nó sẽ rất là khó vô chỉ và chạy nó dễ bị bung ra. Mình lật nó lại, bỏ suốt vào. Đây, cái bước này rất là quan trọng nha. Nhiều người kéo không vô được, chúng ta phải giữ tay phải giữ con suốt, tay trái kéo sợi chỉ theo cái rãnh chữ S. Thì chúng ta để ý ngay đầu mũi tên, nó sẽ nghe cái cắt là chỉ nó đã vô rồi. Và chúng ta kéo hết rãnh, cắt đứt. Chỉ nó sẽ được giữ lại ngay chỗ này. Rồi đậy nắp lại. Chúng ta bắt đầu xỏ chỉ trên. Cái này xỏ chỉ trên thì chúng ta mở nắp này lên. Bên hông này có một cái cần để lấy cái hộp xỏ chỉ ra. Ấn nó vào một cái, nó sẽ bật lên. Rồi rút ra. Thì ống chỉ sẽ được bỏ vào đây. Thì ống chỉ Nhật nó sẽ tương đối nó ngắn. Thì ở đây mình xài cái chỉ Alpha này tương đối là nó ngắn nè. Còn nếu mình xài chỉ Tiger mình phải cắt bớt cái phần này đi, tại vì ống chỉ Tiger nó dài lắm. Đây, ống chỉ mà bỏ vào đây mình đậy nó lại mà nó không vướng ở trên là được. Gài nó lại, mở nó ra. Chúng ta sẽ kéo sợi chỉ. Bước số 1 là bỏ ống chỉ vào. Bước số 2 là đó, kéo theo bước số 2. Bước số 3, số 4, số 5, số 6. Số 6 là cắt đứt. Nó chỉ sẽ được giữ lại như thế này. Thì chúng ta bỏ vô thì chưa được đâu, chúng ta phải hiện cái đèn màu xanh mới được. Đèn màu xanh mới xỏ chỉ được. Chúng ta bấm nút. Đó, nâng hạ kim nó sẽ đúng vị trí. Rồi chúng ta cắm xuống. Chúng ta cắm từ từ thôi, đừng cắm nhanh. Cứ cắm từ từ chúng ta sẽ thấy được cái đồ xỏ chỉ. Đây, cái đồ xỏ chỉ nè. Chúng ta cắm tới đâu thì nó đi tới đó nè. Đó, tới đây chúng ta ấn mạnh một cái hết cỡ, chỉ sẽ được xỏ qua kim luôn. Rất là dễ dàng. Rồi lúc này chúng ta chỉ việc bỏ vải vào mà may thôi. Thì trên máy, trên màn hình nó sẽ có 67 kiểu may. Đây là nút dích dắt to nhỏ, chúng ta cộng trừ thoải mái. Đây là thưa dày, tùy chỉnh. Còn đây là hai nút để chọn mẫu may. Đó. Mẫu nào chúng ta chỉ việc bấm trực tiếp vào thôi.
bấm trực tiếp vào mẫu đó thì nó ra thôi. Còn chúng ta quay về, trả về mẫu may. Bỏ vải vào, hạ chân dịch xuống, bấm may. Lại mũi nè, dừng, cắt chỉ nè. Rồi, thường thì bình thường chúng ta cái ống chỉ này đó, nhiều người mua chỉ Tiger thì bên mình lâu lâu sẽ về được một cái giá chỉ zin của nó như thế này đó. Cái này ít khi thấy lắm, nhưng mà mình có mình sẽ hướng dẫn luôn. Đây, chúng ta lấy ống chỉ ra, khi chúng ta nhớ lấy ống chỉ ra, chúng ta nên nhấc chân dịch lên để cho chỉ nó được nhả vào trong này ra. Đây đây mình đã nhấc rồi nên mình lấy ra. Cái đồ này thì mình sẽ kết nối được vào cái giá chỉ này. Đó, đây là đồ chuẩn của nó luôn, cắm vào. Rồi chúng ta bỏ chỉ vào như máy bình thường, cài nó lại. Cài cho ống chỉ nó xoay được nha. Rồi, chúng ta đi thẳng xuống đây. Không đi vào bước số 2 nữa mà thẳng vào bước số 3 luôn. Rồi, y như cũ thôi. Số 5, số 6, cắt. Rồi, cũng bỏ vào, lưu ý đèn xanh thì mới được bỏ. Cũng ấn xuống từ từ thôi. Đó. Đây. Nếu mà không vào thì chúng ta cứ làm lại. Đó. Rồi, chúng ta sẽ bỏ từ từ vào. Đó, chúng ta lại ấn giống hồi nãy thôi. Đó, chỉ sẽ đưa xuống, chúng ta để ý thấy cái cần sỏ chỉ nó đi xuống theo là được. Rồi, ấn hết cỡ là nó được sỏ qua. Rồi chúng ta sẽ bỏ vải vào may thì y như ống chỉ bên trong thôi, nó nằm bên ngoài rất là tiện lợi. Ống chỉ bình thường dài mình vẫn xài được. Các chị đây nè. Rồi, chọn mẫu khác nha, như là mẫu giả bắt sổ nè. Theo máy thì lúc nào nó cũng có một bộ chân dịch như thế này. Đây là bộ cơ bản của máy. Chai dây kéo, giả bắt sổ, may lai ẩn và thù khuy. Thì cái đường chai dây kéo này lưu ý chúng ta phải chọn đường may nó nằm chính giữa khi chúng ta thay vào. Đường may chính giữa của nó sẽ là... Đây, nếu mà bấm lâu quá thì chúng ta có thể tắt máy mở lại. Còn không chúng ta sẽ từ từ. Đây, đường chính giữa nó là sẽ đường này. Và đường thứ ba thì bên trái đếm qua thì mới sử dụng được cái dịch chai dây kéo. Rồi chân dịch giả bắt sổ có chữ G thì chúng ta lưu ý nó có hai cái mẫu có chữ G, nó sẽ hiển thị lên màn hình luôn đó. Nếu mình xài sai là cái chân này có thể làm gãy kim mà hư chân dịch luôn. Rồi lai ẩn, lai ẩn thì mình sẽ kiếm đây có hai mẫu có chữ R là lai ẩn, sẽ xài đúng của nó. Và cuối cùng là thù khuy, mình sẽ xài những cái mẫu khuy. Thì những cái mẫu khuy này đều xài cái chân chữ A này hết. Rồi, để làm khuy thì chúng ta sẽ bỏ hộp nút vào đây, đo cái độ dài của, đo cái đường kính của hộp nút thì chúng ta thả vào đây đẩy sát hộp nút. Ở đây mình không có hộp nút, mình lấy đẩy con suốt nè. Ví dụ như là hộp nút tự bằng con suốt đi. Đó, mình sẽ bỏ vào đẩy cho nó sát thì nó sẽ đo được cái đường kính của con suốt này. Chúng ta cứ để trong hoặc lấy ra cũng được. Rồi chúng ta thay chân dịch. Ấn đây là sẽ rớt ra, ấn đằng sau này, ấn lên là sẽ rớt ra. Bỏ vào thì chân nào nó cũng có một cái thanh như thế này. Chúng ta đưa vào đúng cái vị trí, cái rãnh của cái chuỗi chân dịch nè. Chúng ta hạ nó xuống sẽ dính vào. Đối với chân khuy này đặc biệt là nó sẽ búng hết ra phía sau nè. Chúng ta kéo cái cần khuy này xuống. Đó. Chân khuy ta sẽ tự đẩy vô cái cần khuy ra đúng. Rồi chúng ta bỏ vào, bấm nút là nó sẽ may được. Để làm một cái khuy bằng cái đường kính của con suốt đó. Kết thúc khuy máy sẽ tự dừng. Chúng ta cắt chỉ lấy ra thôi.
bằng cái con số.